chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để tô màu trong một bức tranh về con. Về cái này nha. Hơi mụn. Ok, mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người. Không biết mình quay lấy. Lấy mày tự tách nhá. Không. Thế thôi. Ui. Lười quá. Lâu không lấy, quên cách tách rồi. Mình tô ngẫu nhiên thôi nhé. Như này là ok. Cái này đi sẽ in tách cho.
Hai đứa chân đang hành hợp tất cả. Thế sao hôm nay mày dám sai tao đi rửa bát hả? Tao thử thách mày thôi. Thử cái lòng. Giật cả mình. Hóa ra thằng ấy trước làm CGV ạ. Trông ai vậy? Thằng ấy trước làm CGV tự dưng thấy hiện đề xuất kết bạn, xong thấy bạn chung một toàn bọn làm CGV là trước, hắn vào phát giật của mình. Trông rồi. Nhìn này. Trông rất lãng tử đúng không? Nhìn đi. Nhìn đi đã. Đây nha, trông rất lãng tử đúng không? Bay sang video này phải. Ai rồi. Thì nó gay mà. Trông, em ơi trông cái mồm nó thái vội hai đĩa luôn đấy. Mắt nhìn ok vậy. Không, chỉ là giật mình thôi, tao tò mò. Không biết bao nhiêu tuổi. Cái đấy là gì tên nó. Đây là bức tranh của mình vừa tô một nửa nha mọi người. Về tax tắt mạnh quá đi được. Đừng đùa đấy, bật xuống nhỏ. Không. Tại tóc nó bay. Không. Khó chịu. Đùa tao à? Ok nha mọi người. Ok. Rồi đây rồi.
xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video.